Rồi, xin chào mọi người. Bữa nay Phát làm cái clip hướng dẫn cho cá ăn cái món trứng mà mình thường hay thấy trong mấy cái clip của Thái mà người ta hay cho cá ăn. Đây, cái món này là cái món trứng mà Phát nói đây. Nhìn nó giống như là bánh lăng vậy á. Thật ra cái món này là được làm từ trứng pha với nước với một chút muối rồi đem hấp chín lên chứ không có gì hết á. Đó, giờ phải cho cá ăn thử cho bà con coi nè. Khi cho ăn nhớ tắt máy lọc nha. Mỗi lần ăn thì cho ăn chút chút thôi, đừng có cho ăn một lần quá nhiều. Cá ăn hết thì hãy cho ăn thêm. Cái loại thức ăn này thì nó giúp cho cá với mình là mau mập, mau lớn.